Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Sự thật rùng rợn, cha con Biden đình đấu đá nhau, vô tình lộ kế hoạch trừ tiền tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích tòa Bạch Ốc khi không công bố nhật ký khách đến từ gia ở Delaware của Joe Biden. OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, gần đây người ta phát hiện ra rằng Hunter Biden đã trả gần 59.000 đô la tiền thuê nhà mỗi tháng khi sống tại ngôi nhà ở Delaware của Joe Biden. Không có gì đáng ngờ ở đó, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên, câu chuyện ngày càng sâu sắc hơn khi Joe Biden bị bắt quả tang không báo cáo khoản thu nhập cho thuê này trên thuế của mình. Điều này đã được quan sát bởi Wendell Hossebo trên Twitter. Trên phần biểu Y trong biểu mẫu thuế năm 2017 của mình, Joe Biden đã báo cáo 19.800 đô la tiền thuê đã nhận và không có khoản nào trong năm 2018. Nhưng khi điền vào bản kiểm tra lý lịch, Hunter Biden tuyên bố đã trả khoản tiền thuê nhà cụ thể là 49.910 đô la mỗi tháng cho cha mình từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018. Đây cũng chính là ngôi nhà mà gần đây người ta đã tìm thấy các tài liệu bật xếp chồng lên nhau trong garage. DC Reynolds gọi đây là một trong những kế hoạch rửa tiền tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Có vẻ như ai đó có thể gian lận thuế và câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là chính quyền Joe Biden, con trai ông ấy là Hunter Biden hay cả hai. Quý vị biết rằng, ngôi nhà ở Wilmington của Joe Biden hiện được trang web bất động sản Zillow.com định giá là 1 triệu 380.800 đô và có giá trị cho thuê ước tính khoảng 7.600 đô mỗi tháng. Nếu quý vị đang nghĩ rằng Hunter hẳn đã dùng ma túy để trả gấp 6 lần rưỡi giá trị của nơi đó, và tất nhiên Hunter đã sử dụng ma túy. Nhưng cùng lúc Hunter Biden đang tự ghi lại những trò hề của mình với nhiều loại ma túy và gái mại dâm Nga, anh ta được Burisma, gã khổng lồ năng lượng tham dụng của Ukraine, trả khoảng 50.000 đô la mỗi tháng. Có thể hội đồng quản trị ở Burisma đã nhầm Hunter với một nhân viên làm việc hiệu quả, giống như cách mà Hunter đã từng nhầm một miếng phô mai Parmesan nhỏ với một viên đá nước và cố gắng hút nó, hoặc là có nhiều khả năng Hunter Biden là một đầu mối thuận tiện cho Joe Biden. Có nhiều cách để trả lại 10% cho ông lớn và thanh toán tiền thuê nhà quá cao, chắc chắn là một trong số đó. Nếu một người con trai muốn trả quá nhiều tiền thuê nhà cho cha mình vì bất kỳ lý do gì thì đó là một chuyện nhưng nếu bố không báo cáo những khoản thu nhập đó cho IRS thì đó lại là một chuyện khác. Nó được gọi là gian lận thuế. Hoàn toàn có khả năng là Hunter đã nói dối về số tiền thuê nhà mà anh ta đã trả trong mẫu kiểm tra. Mặc dù nếu Applejack đã yêu cầu biên lai, like, thì điều đó sẽ khiến cho bất kỳ điều gì Hunter đang cố gắng làm với chúng đều phải dừng lại. Các phương tiện truyền thông chính thống cực kỳ quan tâm đến các bản thay thuế của Tổng thống Donald Trump cho đến khi chúng tôi biết rằng Ông ấy đã trả rất nhiều thuế khi mà kiếm được nhiều tiền và không trả nhiều thuế khi thua lỗ. Đó là khi mà câu chuyện sôi sụp bấy lâu nay bỗng bị bỏ quên như bác trao yến mạch ngồi lạnh của ngày hôm qua. Có rất nhiều thịt trên xương của biên niên sử triều đại Biden. Chúng ta hãy xem báo chí có nhúng tay vào hay không, hay vẫn tiếp tục che đậy chúng. Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích tòa Bạch Ốc khi không công bố nhật ký khách đến tư gia ở Delaware của Joe Biden. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích sau khi Tòa Bạch Ốc cho biết họ không có nhật ký khách đến thăm tư gia của Joe Biden ở Wilmington, Delaware, nơi phát hiện nhiều tài liệu mật. Vào ngày 17 tháng 1, Tổng thống Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của mình rằng Tòa Bạch Ốc vừa thông báo không có nhật ký hoặc là thông tin dưới bất kỳ hình thức nào về những vị khách đến thăm ngôi nhà Wilmington, và nhà đĩa xe tuần toàn không có khóa và không an toàn mà giờ đây trở nên rất nổi tiếng. Có lẽ họ thông minh hơn chúng ta nghĩ đấy. Đây dường như là một trong nhiều nơi cất giữ tài liệu tuyệt mật, chất thành một đống trên sàn nhà ẩm ướt. Tuần trước, thì luật sư tòa bạch ốc Richard sober cho biết một số lượng nhỏ các tài liệu mật đã được phát hiện trong 3 lần riêng tại tư gia của ông Biden ở Wilmington vào tháng 12 năm 2022 và tháng 1 tại nhà đế xe và một căn phòng liền kề đó. Một kho tài liệu khác mà ông Sauber cũng mô tả là một số lượng nhỏ được tìm thấy vào đầu tháng 11 năm 2022 tại trung tâm Penn Biden thuộc Đại học Pennsylvania, nơi từng là văn phòng của ông Biden. Các tài liệu này có từ thời chính phủ tổng thống Obama khi ông Biden còn là phó tổng thống. Tổng số tài liệu được phát hiện từ cả hai địa điểm trên vẫn chưa rõ ràng. Ông Sauber đã nói rằng những tài liệu này đã vô tình được đặt tại các địa điểm đó. Vào ngày 17 tháng 1, phát ngôn viên tòa bạch ốc Ian Sam lập luận rằng việc duy trì nhật ký khách đến thăm tư gia của Tổng thống không phải là thông lệ tiêu chuẩn. Sau khi dân biểu Thomas Comer thuộc đảng Cộng hòa bang Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện yêu cầu thông tin này vào cuối tuần qua với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Joe Biden đã khôi phục quy tắc và truyền thống duy trì nhật ký khách đến thăm tòa bạch ốc, bao gồm cả việc công khai thông tin này một cách thường xuyên sau khi chính phủ tiền nhiệm chấm dứt thông lệ này. Không giống như nhà để xe của ông Biden, ông Trump tuyên bố, mà Alago là một cơ sở được bảo mật cao, có camera an ninh ở khắp mọi nơi và được nhân viên và sở mật vụ tuyệt vời của chúng ta trông coi. Ngài nói, tôi có thông tin về tất cả những người này. Tòa Bạch Ốc đã phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng vì đã không công bố lần phát hiện đầu tiên về các tài liệu vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 đó là một nỗ lực cố ý nhằm che đậy những tin tức vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử dự kỳ diễn ra vài ngày sau đó. Tòa Bạch Ốc đã xác nhận lần phát hiện ban đầu này là vào ngày 9 tháng 1, chỉ sau khi các hãng thông tấn đưa tin về diễn biến câu chuyện lần đầu tiên. Khi được hỏi nhiều lần về sự chậm trễ kéo dài hàng tháng ở trên, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jean Pierre khẳng định, chính phủ vốn minh bạch và có một quá trình giải quyết đang diễn ra. Các tài liệu mà Ủy ban Giám sát Hạ viện thu được cho thấy rằng, cậu quý tử Hunter Biden đã sử dụng địa chỉ Wilmington trên bằng lái xe của mình gần đây nhất là vào năm 2018. Một mối lo ngại mà ông Comer đã trích dẫn trong một lá thư gửi cho cố vấn tòa bạch ốc Stuart Dillery vào ngày 16 tháng 1. Ủy ban lo ngại rằng Biden đã cắt giữ các tài liệu mật tại cùng địa điểm mà con trai ông ấy đã cư trú khi tham gia các giao dịch kinh doanh quốc tế với các đối thủ của Hoa Kỳ. OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023. Thưa quý vị, theo báo The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC ngày 17 tháng 1 đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, bất chấp triển vọng kinh tế đang dần cải thiện của nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới là Trung Quốc. Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ công bố vào ngày 17 tháng 1, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ tăng 2,2 triệu thùng trên ngày trong năm 2023, thấp hơn so với mức tăng là 2,5 triệu thùng trên ngày của năm 2022. OPEC nêu rõ, mức dự báo này vẫn bị chi phối bởi các yếu tố bao gồm triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu, sự thay đổi trong các chính sách ngăn chặn đại dịch COVID-19 và những căng thẳng địa chính trị giá dầu đã tăng hơn 8% trong tuần trước, ghi dấu mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và triển vọng nhu cầu đang dần cải thiện ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, giá dầu Brent đã tăng 1,59% lên 85,80 đô trên thùng trong phiên chiều ngày 17 tháng 1, trong khi giá dầu WTI tăng 0,71% lên 80,43 đô trên thùng. Trung Quốc đã mở cửa trở lại trong tháng này khi mà Bắc Kinh gần như đảo ngược tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Đồng thái mới nhất của Trung Quốc đã chấm dứt tình trạng bế quan tỏa cản kéo dài gần 3 năm vốn đã cản trở đà tăng trưởng kinh tế của nước này. OPEC dự báo, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay sẽ không thay đổi ở mức 29,2 triệu thùng trên ngày. Trước đó, vào ngày 17 tháng 1, Tổng thư ký OPEC Ông Haitham Orges nói rằng, tổ chức này rất lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc, nền kinh tế có thể thúc đẩy nhu cầu dầu thế giới tăng thêm 500.000 thùng trên ngày trong năm nay. Tại cuộc họp vào tháng 12 năm 2022, OPEC cùng các nhà sản xuất liên minh, gọi là OPEC Plus, đã quyết định giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng trên ngày. Trong bối cảnh thị trường đối mặt với triển vọng không chắc chắn liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu thô của Nga, Phát biểu với báo giới bên lề một sự kiện ở Abu Dhabi trong tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Suhai Al-Matrui nói rằng, với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, chúng tôi hy vọng nhu cầu dầu thô sẽ tăng lên. Chúng tôi sẽ luôn đưa ra các quyết định để giúp cân bằng thị trường. Theo dự báo của hãng tư vấn năng lượng Energy Aspect thuộc Pháp, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ tăng 1,1 triệu thùng trên ngày so với năm ngoái. Energy Aspect dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình là 100 đô trên thùng trong năm nay. Đồng thời nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong quý 2 năm 2023 thêm 500.000 thùng trên ngày. Vào tháng trước, cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 do tiêu thụ dầu gia tăng tại Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Trung Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi kiến trái chiều, xin quý vị đến kèm với phần bình luận để đội ngũ chúng tôi có thể trả lời. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.